quay chút nữa được 4 phút rồi. Đấy. Đây. Rồi, các bạn cùng ngắm cái bộ góc của nó nhá. Mình đang đào này, quét vào này. Rễ rất to này. Đào như này chưa hết rễ đâu. Hơn 20 phân. Rễ này to lắm. Mình sẽ đào thông nó ra để cắt cắt cưa, cắt hết rễ cho nó đủ nhá. Cái này mà xẻ ra thì rất đẹp. Đấy, mình sẽ đào thông nó ra như thế bên này này. Đấy. Đây. Thì mình cho mấy cưa cắt đây. Cắt đây. Cắt hết rễ xung quanh là nó sẽ đổ xuống nha các bạn. Gốc này rất đẹp đấy. Xoàn hơn 20 năm. Cắt bớt một chạc nha. Mình sẽ cắt một chạc nhỏ này. Ở bên kia là rất nhiều quế non và dưới này quế non này. Đang sợ nó đổ vào quế, hỏng quế. Lại phải đèn. Mình sẽ cắt bớt một chạc đi. Chút nữa cây nó đổ thì sẽ đỡ được cái va đập mạnh. Xong rồi các bạn ạ. Nó vẫn đổ vào giữa hai cây quế. Hãy xước hết vỏ này, may quá. Nó chỉ bị thương rồi, quế nó sẽ lành lại. May chưa bị gãy. Mình đi cắt khúc cái ra, bây giờ mình sẽ vần ra này. Không chủ nhà mà nhìn thấy cái này thì cảnh này đúng không? Hơi xót xa đấy. Quế này trông thế thôi cũng được 4-5 năm rồi các bạn. Nó mới được to như này đâu. Đó, mình dọn hết cái cây, đè cây quế ra rồi. Và đào được cái này. Rễ này, bên trong này cái rễ này sâu quá. Đào mất thời gian. Nông. Đấy, mình cạo sạch rồi. Bây giờ sẽ cắt hai cái rễ này đi trước nha. Rồi tí sẽ cắt những cái rễ trên này. Bây giờ cứ đào cái rễ, cắt rễ dưới trước đã. Rồi đào rễ trên. Thì đất nữa sẽ lấp xuống đây đỡ mất công tí để moi ra. Bây giờ mình cắt cái này trước đã. Ồ, xoan này rất là đẹp nha. Xoan đỏ lắm ơi các bạn. Đây, các bạn tự nhìn cái lõi này. Toàn lõi đẹp, lõi đặc. Đây là một cái cành nhánh của nó rồi. À.
Đây là mình để cái điện thoại ở cái cây, hy vọng sẽ không bị gió làm rơi. Đó, cắt được hai cái rễ chính của nó rồi. Còn những cái rễ này rất là to, toàn rễ to rồi. Cắt rễ này là rất nguy hiểm các bạn. Chẳng may nó kẹp cái cưa vào đây thì cây nó nghiêng, nó kẹp cưa thì rất khó lấy ra nhé. Không hề đơn giản chút nào. Giờ mình sẽ đào tiếp, cắt những cái rễ này đi. Đây là những cái rễ chính của nó đấy. Mình sẽ cắt hết ở bên dưới trước, rồi tí cắt bên trên là nó sẽ đổ xuống. Nhưng mà cây này sẽ đổ ra bên kia rất là thiệt hại quế này. Mình cũng không biết phải làm sao nữa, đành phải chấp nhận thôi. Đó, hướng của nó đây. Nó nghiêng hẳn về bên đấy rồi. Sẽ đổ vào đám kia luôn. Bên kia rất nhiều cây quế con nhá. Hy vọng sẽ bị thiệt hại ít thôi.
cắt được 3 cái rễ rồi, 3 cái rễ to rồi. Hiện tại chắc mình đoán còn cái rễ này to nhất của nó đây. Cái này đã cắt rồi, rất nguy hiểm nha. Bây giờ nó sẽ có thể bật gốc nó đổ đấy. Đây, rễ này từ dưới này lên này. Đường kính rất to, chắc phải cả trăm luôn. À đâu, đường vanh. Đường kính thì tầm cái chiều rộng nó khoảng 30 phân. Trên này còn một rễ nữa này. Bây giờ là mình sẽ cắt những cái rễ bên trên là nó sẽ đổ nha. Cắt này rồi, giờ mới tiếp tục đào rễ bên trên. Sợ lắm, vừa cắt nó vừa nghiêng, sợ kẹp cưa không lấy được cưa. Để lắm các bạn ơi, 11 giờ trưa rồi, cố gắng đào xem có được không, không phải để đến chiều thôi. Đây là cây chè nhá. Wow. 140. Đào chỗ này. Bên trên này vẫn còn một chùm rễ rất nhiều, rất nhiều nhánh, rất là khó đào. Đây, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Và cái rễ này rễ chính của nó này, rễ to nhất của cây đây. Mình sẽ phải tắt máy để đào đã, không rất lâu. Chùn này. Không kịp các bạn ơi, đến buổi trưa rồi, phải về nghỉ ngơi rồi, chiều sẽ tiếp tục. Buổi chiều rồi các bạn ơi, sắp được rồi. Ở đây chỗ này là chun này các bạn ơi, nó cứ vằn vằn này.
Đấy. Còn ba cái rễ nữa thôi các bạn. Thông được là cạo sạch đi, là cắt là đổ lại. Rễ này to chưa? Riêng quả rễ này mà tính đường vanh thì cũng phải được 8-90 rồi. Dừng một tí đã. Luôn cả một hàng cây. Gãy hết quế. Cây này nó bật một cái rễ to lên luôn. Bên này cũng đổ mất một hàng, nó kéo theo.
Oh no. Bao nhiêu công đào cuối cùng cái gốc này thủng rồi. Thiệt hại mấy cây quế, mấy cây chè nữa. Thủng mất. Holy shit.